Vào ngày 1 tháng 10, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã phải đối mặt với Trung Quốc ở trận chung kết đồng đội nam nữ tại ASEAN 19. Dù thất bại với tỷ số 0-3, đội tuyển Việt Nam đã có một màn thi đấu ấn tượng và giành tấm huy chương bạc. Trận đấu này diễn ra sau khi đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất một trận đấu căng thẳng với đội Macau và ngay sau đó phải đối đầu với đội Trung Quốc đứng đầu thế giới. Mà despite gặp khó khăn và thất bại ở hai trận đấu đầu, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu quả cảm và quyết liệt trong trận chung kết. Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Thành Bảo đã có cuộc đối đầu kịch tính với danh thủ cờ tướng Wang Yang của Trung Quốc. Dù thua cuộc, anh đã thể hiện sự quyết tâm và kiên nhẫn lớn. Đây là lần thứ hai anh giành huy chương bạc tại ASEAN, khi anh cũng đã thất bại ở trận chung kết tương tự tại ASEAN 2010. Anh chia sẻ sự tiếc nuối về kết quả này. Anh cho biết, mà despite thất bại, trận đấu chung kết đã để lại nhiều bài học quý báu và kinh nghiệm thú vị. Một vận động viên khác của đội tuyển, Lại Lý Huynh, cũng đánh giá cao đội Trung Quốc và chiến thuật xuất sắc của họ. Cậu tiết lộ rằng trận đấu giữa Nguyễn Thành Bảo và Ung Dương đã diễn ra hết sức hấp dẫn, mà despite thời gian đã gần hết và không còn nhiều thời gian để xử lý, Nguyễn Thành Bảo đã cố gắng tấn công Ung Dương và cuối cùng thất bại. Mà despite thất bại ở trận chung kết, thành tích của đội tuyển cờ tướng Việt Nam tại ASEAN 19 được đánh giá rất cao và đã thu hút sự chú ý của truyền thông cả trong và ngoài nước.